Vâng, âm thanh mạnh ông xin chào tất cả các bác. Rất vui được gặp lại các bác trong video tiết dàn ngày hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 4 năm 2019. Vâng ạ, em test cái bộ Peeler X640 này để gửi đi cho anh Phạm Minh Dũng, có địa chỉ tại tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Vâng, anh đã đặt mua bộ dàn Peeler X640. Thì vào buổi chiều ngày 7 tháng 4 hôm nay, dàn âm thanh cập nhật tại cửa hàng điện tử Mạnh Hùng cũng rất là nhiều. Em chỉ soi qua cho các bác thôi, các bác cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại 0979086225. Địa chỉ nhà em tại ngã 3 Bưu điện Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Bác nào gần có thể là đến tại cửa hàng để chọn mua những bộ dàn là mình ưng ý nhất. Còn các bác nào ở xa thì cứ liên hệ đặt hàng. Trước khi gửi hàng, em sẽ tranh thủ thời gian test soi chi tiết một bộ dàn trước khi gửi đi để các bác yên tâm những cái sản phẩm mình đặt hàng mình đã được biết trước. Vâng, thì như các bác quan sát đây, bộ dàn Peeler X640 này nó chạy điện 100V với 5 thớt dàn, trên cùng là CD thì được phát ra bằng tín hiệu quang. Tiếp theo là equalizer thì hai dàn đèn chỉnh equal tùy ý, bát chép tùy ý. Và tiếp theo là thớt radio và nút quản lý nguồn chung, nó sẽ tắt mở tổng của bộ dàn sẽ ở nút thớt radio này. Khi các bác nào có dàn cũng vậy, và anh Dũng cũng chú ý khi bật nguồn, anh chỉ bật một nút này là sẽ lên tổng cả một bộ dàn. Quản lý nguồn chung nó sẽ ở thớt radio. Và tiếp theo là thớt âm ly thì đầy đủ các ngõ vào để kết nối điện thoại. Đây em đang chạy tivi mạng này, và có cổng quang giải mã, nhận tín hiệu giải mã khi ta sẽ bấm CD chạy thì ở dưới này tín hiệu giải mã nó sẽ hiện lên. Chất âm bộ dàn này nó cũng rất là sạch và hay. Và tiếp theo đây là băng dây, thì 5 thớt dàn của cái bộ dàn gửi đi cho anh Dũng ở Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái thì 5 thớt đều sáng đều, không có xước xát gì cả, băng rất đẹp ạ. Bộ dàn này nó có kích thước chiều ngang khoảng 1m1, và chiều cao của bộ dàn này nó khoảng 57 các bác nhé, em án chừng thế, sâu khoảng 35. Với một bát 27, một chung, một chiếc loa 3 đường tiếng, công suất loa là 100W một thùng. Thì bộ dàn này là nó là gân của loa bát của nó là gân lụa đó, gân lụa tầm dầu mà carbon trơn. Đấy. Chân mép thùng loa rất đẹp, tất cả những cái viền ốp vẫn sáng choang, không có han gì. Còn tiếp theo vào loa bên này thì cũng vậy, cũng rất là đẹp. Và các vị trí đấu nối dây đằng sau thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Khi nhận hàng thì anh chú ý cắm đúng nguồn điện 100V, 100 hoặc 110 cũng được. Em duy nhất chỉ rút mỗi cái dây quang của CD này ra. Đấy, dây quang của CD này. Và ta sẽ cắm xuống cổng quang, nhận quang của âm ly. Còn tivi mạng ta sẽ cắm vào đây. Đấy, đường tivi mạng ta sẽ cắm vào đây. Đây là dây quang. Còn dây nguồn thì các thớt nó sẽ kết nối vào với nhau như này. Thì nguồn ra tổng của nó sẽ là ra tổng ở cái thớt radio này. Đấy, và hai bên loa đều đẹp, không có dập vỡ móp méo gì cả. Mặt sau, loa mặt sau rất xuất sắc, dàn cũng đẹp. Với công suất loa là 100W 6 ohm, made in Japan. Bộ này nó cũng com lê tất cả loa, cũng X640 luôn. Vâng, khi nhận hàng thì cái cầu loa sẽ anh sẽ đấu như này. Rồi tất cả ok. Bây giờ em đi vào test các chức năng của bộ dàn này. Cái bộ dàn này nó
cũng rất là sử dụng nó rất là đơn giản thôi. Khi nghe tivi mạng thì mở cái đường tivi mạng cắm dây trắng đường LD video này, thì anh chỉ bấm cái đèn đỏ nó hiện ở LD video này là ok, đang hát tivi mạng xuống. Trên nó tự chuyển nó băng dây. Ai đâu quên những chiều thân tiến, lòng mong mãi cho dù sông cạn đã mòn, nhịp câu kia muốn kiếp vẫn còn. Vâng, băng dây cửa B hoạt động cũng rất là tốt. Bây giờ cũng rất là ít anh em sử dụng băng dây, nhưng mà khi em test bộ nào nó chạy thì em sẽ báo nó chạy, và không chạy em sẽ báo không chạy luôn. Bây giờ em thử test cửa A. Nó chạy. Vâng, cửa A chạy ok. Ôi đóa hoa tiếng trôi liu riu, dòng sông nước chảy liu riu, anh thấy em nhỏ xíu. Nhỏ xíu anh. Vâng rồi, ok, hai cửa băng trong hoạt động rất tốt. Là CD thì khi ta bấm cho đĩa vào, ra đĩa này, vào đĩa này. Cho vào đĩa ta chỉ việc bấm play trên này, ở dưới này sẽ tự động đảo sang. Ta chỉ việc bấm play này. Đó, chỉ ở dưới này đã tự động đảo sang cổng CD và hiện Optica. Trái tình yên bái thì nó rất là ok, tất cả các chức năng ok hết, và trong cái tầm tiền là hơn 7 triệu một chút thì các bác lên dùng những cái bộ dàn Violer. Nó ở cái tầm tiền này thì chất âm của nó cũng rất là nghe cũng ok, và đặc biệt là nó có giải mã Optica cho nên là âm thanh của nó cũng rất sạch và hay.
bác nào ít sử dụng CD thì có thể là cắm thẳng, sử dụng một cái sợi dây quang dài ta cắm thẳng sang chiếc TV smart thông minh bây giờ thì các bác có nghe nhạc số online được luôn. Vâng, những cái bộ dàn này nhà em nó rất là nhiều, nhưng các bác cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại 0979086225, địa chỉ nhà em tại ngã ba Cung Điện Cầu Giàng, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Vâng, các bác cứ liên hệ theo cái số Zalo đó, em sẽ tư vấn chi tiết cho các bác về tất cả những bộ dàn nó có mặt tại cửa hàng, cập nhật liên tục để các bác không bỏ lỡ những cơ hội thì xem những video commit mới nhất của cửa hàng điện tử Mạnh Hùng. Thì các bác đừng quên nhấn nút đăng ký và ấn vào chuông để nhận được thông báo về những video clip mới nhất. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.